Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Ăn Sạch Sống Khỏe. Và ngày hôm nay anh Sạch Sống Khỏe sẽ chia sẻ với các bạn cách rán hạt dẻ đơn giản tại nhà với nồi chiên không dầu sẽ cực kỳ là nhanh chóng, dễ làm. Nếu như các bạn là một người cuồng độ thơm và sự béo ngậy thì không thể là bỏ qua được cái món hạt dẻ rang bơ với nồi chiên không dầu này. Thành phẩm chúng ta thu được sẽ là một đĩa hạt dẻ với sự hòa quyện quyến rũ và đặc biệt là giòn, ngọt và mặn mà rất hấp dẫn từ vị bơ. Hãy cùng theo dõi video ngay sau đây của Ăn Sạch Sống Khỏe các bạn nhé! Và xin chào tất cả các bạn! Bây giờ thì mình sẽ đi qua các phần nguyên liệu mình sẽ sử dụng để làm hạt dẻ rang bơ. Thì tất nhiên món hạt dẻ rang bơ thì chúng ta sẽ sử dụng hai nguyên liệu chính, đó là hạt dẻ và bơ. Bơ thì các bạn có thể sử dụng bơ nhạt hoặc là bơ có muối tùy theo cái khẩu vị của các bạn. Về phần hạt dẻ thì các bạn sẽ chuẩn bị những củ hạt quả dẻ nó nặng tay này, nhặt bỏ đi những quả mà nó nhẹ, nó ộp, nó dễ bị sâu mốc. Đầu tiên thì chúng ta vẫn biết là hạt dẻ là một món ăn vặt rất bổ dưỡng. Sau đấy như chúng ta mà không biết cách rang thì sẽ bị cứng và khó bóc vỏ. Vì thế mà bước đầu tiên thì mình sẽ tiến hành là khứa cái phần hạt dẻ này. Hạt dẻ thông thường thì sẽ có hai loại là hạt dẻ tròn và hạt dẻ dẹt. Thì đối với mỗi loại thì sẽ có các cách khứa khác nhau. Các bạn sẽ để hạt dẻ nằm trên một cái thớt và sau đó thì mình sẽ tiến hành là dùng dao và khứa cái phần hạt dẻ này. Nếu như các bạn có hạt dẻ dẹt thì các bạn sẽ đặt dẹt cái phần dẹt trên bề mặt phẳng và mình sẽ tiến hành là khứa một chiều dọc cái phần hạt dẻ này. Các bạn không nên dạch quá sâu thì sẽ phạm vào cái phần nhân thịt. Sau khi mà đã cắt xong cái phần hạt dẻ rồi, tách xong cái phần hạt dẻ rồi thì mình sẽ chuẩn bị một chậu nước, một thau nước và mình sẽ tiến hành là đun luộc qua cái phần hạt dẻ này để phần hạt dẻ nhanh chín này. Và khi mà mình nướng với nồi chiên không dầu thì nó sẽ nhanh chóng hơn rất là nhiều. Mình sẽ tiến hành cho phần hạt dẻ vào trong nồi. Các bạn cũng có thể cho vào đây một chút muối vào nữa để cho phần hạt dẻ sẽ đậm hơn. Mình sẽ tiến hành đun luộc cái phần hạt dẻ này. Sau khi mà phần hạt dẻ của chúng ta đã luộc được khoảng tầm 15 phút rồi thì cái phần hạt dẻ nó sẽ hơi nở ra như thế này nha các bạn. Còn lúc này thì mình sẽ tiến hành vớt ra và mình sẽ mang đi nướng với nồi chiên không dầu. Các bạn sẽ vớt ra và để ráo nước để mình sẽ nướng với nồi chiên không dầu. Đó, đây là phần hạt dẻ sau khi mà mình đã luộc qua rồi. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành cho vào trong nồi chiên không dầu để mình sẽ nướng phần hạt dẻ này. Phần hạt dẻ này sau khi mà mình đã luộc qua rồi thì chúng ta sẽ không tốn quá nhiều là thời gian để mà nướng chín cái phần hạt dẻ này. Thì các bạn sẽ set nhiệt ở 150 độ 10 phút để cho phần hạt dẻ sẽ khô lại, này sẽ chín. Và sau đó thì mình mới tiến hành là cho bơ vào. Mình sẽ tiến hành cho vào nồi chiên không dầu và mình sẽ set nhiệt ở 150 độ 10 phút. Sau khi mà hạt dẻ đã nướng được khoảng tầm 10 phút rồi thì mình sẽ tiến hành lấy hạt dẻ ra và mình sẽ trộn bơ vào. Các bạn sẽ trộn bơ vào. Các
bạn sẽ trộn đều để cho phần dâu sẽ ngấm vào các hạt dẻ. Sau đó thì mình sẽ tiến hành nướng tiếp ở 150 độ 5 phút tiếp theo. Mình sẽ tiến hành cho vào và nướng 5 phút tiếp theo ở 150 độ. Đây chính là phần hạt dẻ sau khi mà đã chín rồi. Đó, các bạn có thể thấy là phần hạt dẻ này màu sắc rất là bắt mắt này. Hạt dẻ rang bơ thì rất là thơm. Phần bơ này khi mà quyện cùng với phần hạt dẻ mà rang lên thì sẽ tạo nên một cái mùi hương thơm rất là hấp dẫn. Hạt dẻ rang bơ khi mà chúng ta ăn thì sẽ thơm mùi bơ này, ăn thì cảm thấy béo ngậy, rất là ngon miệng. Các bạn có thể thấy là hạt dẻ khi rang với nồi chiên không dầu có màu chín vàng rất là đẹp mắt và rất là bở nha các bạn. Hy vọng với cách rang hạt dẻ rang bơ trên đây của Ăn Sạch Sống Khỏe, các bạn sẽ có cho mình một món ăn vặt vô cùng là thơm ngon, đơn giản, lại đặc biệt là tốt cho sức khỏe tại nhà. Chúc các bạn sẽ thực hiện thành công cách rang hạt dẻ với nồi chiên không dầu. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.